Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay mình xin chia sẻ đến anh em một cái ban bệnh trên cái dòng xe RSX FI của hãng Honda. Xe bây giờ đang có hình có ban bệnh là hụt ga nặng, rất là nặng anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ bật chìa khóa lên cho anh em xem này. Hiện tại thì xe không báo lỗi anh em nhé. Hiện tại xe không báo lỗi, không báo lỗi gì hết. Đấy, và thế nào để lên ga thì nó bị hụt. Đấy, anh em thấy đấy. Ga lên là chết máy. Đấy, anh em thấy không? Đấy, thì khi mà bị cái ban bệnh bị hụt ga như thế này, cái cách kiểm tra của anh em á thì nó có vuôn vàn các ban bệnh để cho dẫn đến là chiếc xe của các anh em bị hụt ga. Nào là hệ thống nhiên liệu, nào là hệ thống điện cao áp, nào là hệ thống cơ khí hơi, đầu bò, nấm. Đấy, thì là để anh em cái cách kiểm tra, nhiều khi anh em là hay gặp những dòng xe phun xăng điện tử này, anh em chưa được va vấp, anh em hay bị rối. Thì mình tư vấn anh em cứ bình tĩnh, anh em đừng có rối, anh em phải kiểm tra cho mình từng phần một. Trong cái xe hệ thống điện trên xe bị hụt ga, hoặc là những cái ban bệnh không nổ được máy, hay là các kể cái ban bệnh gì, thì là anh em phải chia cho mình thành 3 phần. Phần thứ nhất là phần nhiên liệu, phần thứ hai là phần điện cao áp, phần thứ ba là phần cơ khí nghĩa là đầu bò nấm đấy. Thì cái hệ thống nhiên liệu anh em phải cần đúng có đồng hồ đo bớt áp áp suất bơm xăng này, cần có kim phun phun tốt, kim phun zin để anh em thử này. Còn cái phần về phần cơ khí thì anh em phải có đồng hồ đo áp suất bùng đốt để anh em đo. Về phần điện thì anh em hầu như phần điện là anh em không đo được, anh em phải cảm nhận, vì cái điện cao áp rất là khỏe, anh em không có cái đồng hồ gì mà anh em đo được ạ. Đồng hồ thì anh em đo cái điện trở của mobile thôi. Đấy, còn anh em không có cái gì mà anh em đo được cái điện ở cái đầu này đâu anh em nhá. Nên anh em phải dùng bằng kinh nghiệm anh em nhìn. Đấy, thì ba phần như vậy. Nhưng mà anh em như thế này, bắt đầu anh em kiểm tra thì anh em bắt đầu từ đâu? Anh em phải kiểm tra từng cái chỗ dễ trước, rồi đến chỗ khó sau. Cái dễ nhất là ở đâu? Dễ nhất là cái khu vực buri, trục buri, mobile sườn là cái phần dễ nhất. Sau đó rồi đến những cái phần không được nữa thì đến cái phần khó hơn. Thì đầu tiên hụt ga thì anh em sẽ vặn cho tôi cái tàu buri này ra để nhìn cái tiên liệu điện nó như thế nào. Vặn ra cái anh em. Vặn ra giúp cho nó cũng. Vặn cái tàu buri này ra. Đấy, để anh em nhìn cái tiên liệu điện trước cái đó. Nếu như mà anh nhìn thấy tiên liệu điện đẹp, dài thì anh em tiến hành thay buri. Còn nếu mà anh em nhìn thấy cái tiên liệu điện mà khi mà chưa được cua được đúng ở đây, khi anh em ga lên mà anh em nhìn thấy tiên liệu điện nó mất đi, hoặc là tiên liệu điện rất yếu, thì anh em phải kiểm tra từ cái mobin sườn này, quay về đến IC anh em nhá. Đây cháu cầm cái này cho chú, cầm ghé vào thế này cho chú, ghé vào thế này nhá, ghé tầm gần đến như thế này. Đấy, gần vào tí nữa. Anh em hãy nhìn cái tiên lửa này cho từ nhá. Anh em bắt đầu là anh em ga lên. Anh em ga lên để nhìn cái tia lửa điện xem là nó có dài hay không. Và khi ga lên thì nó có bị lúc mà hụt ga nó bị mất điện hay không. Đấy đấy. Anh em thấy không? Thế là cái ban bệnh này khi ga lên thì lúc mà bị hụt ga thì anh em nhìn thấy cái đầu này nó bị mất điện. Cầm chuẩn nó nhìn thế này chú. Thì anh em sẽ biết được là cái ban bệnh này do điện rồi. Đấy đấy, anh em thấy là mất điện ạ. Từ từ đánh ra ngoài rồi, kéo ra ngoài đi, kéo ra ngoài đây đi. Gần lại đi. Bây giờ tôi ra đây này, tôi ra đây này, em để ý cái tia điện nó bị mất đi nhá. Đấy, đấy, lúc chết máy nó vẫn mất. Đấy, thì cái ban bệnh lần này là chắc chắn là liên quan đến cái phần từ mô bin sườn này trở lại rồi. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi đo cái quận sơ cấp của mô bin sườn. Cầm cái đồng hồ này thế này. Đo quận sơ cấp của mô bin sườn. Rồi, đi nguyên, người đứng nguyên vậy. Đồng hồ đây. Có nhìn rõ đồng hồ không? Đây, tôi đo cái quận sơ cấp của mô-bin sườn thì nó dao động vào từ khoảng nhìn đồng hồ, quay vào đồng hồ từ 2,4 đến 3 ôm là chuẩn. Thì cái này là đã 22,8 là chuẩn rồi. Tiếp theo là đo quận thứ cấp. Thứ cấp thì một đầu đồng hồ anh cho anh em cho vào cái một que, anh em bật thang đo tôi là 20k, anh em đo là cái quận thứ cấp của nó là đã được trên 10.000 ôm rồi. Đấy, thì theo cái thông số, theo cái nguyên lý trên sách vở, như vậy là cái mô bin sườn này đang làm việc tốt. Đó là theo cái
trên tài liệu người ta ghi là làm việc tốt, nhưng mà nhiều khi anh em đo thì anh em đo vậy thôi, nhưng mà nhiều khi bộ bên sườn nó hỏng, đo nó còn không chính xác anh em nhé. Bộ bên sườn là nhiều khi đo được nhưng nhiều khi anh em cần phải thử. Tiếp tục cầm, và tôi lưu ý cho anh em này, bắt đầu là anh em thay cho tôi một cái bộ bên sườn mới, kể cả như anh em có mua trong hết Honda zin đét là đẹp, nhưng về anh em phải lưu ý nhá, anh em phải lưu ý này, anh em phải đo ngay cho tôi cái mới thì mới nha, anh em phải đo cho tôi cái quyển sơ cấp của nó. Nếu cái này mà không có ôm, anh em bỏ vào anh em để mà phát là chết IC luôn, vì là cái con tran chiếc to nó ở trong IC nó dập mát cho cái mô bên sườn này. Khi mà cái con mô bên sườn này kể cả mới hay cũ, theo nguyên lý chắc ăn trước khi lắp vào là anh em phải đo cứ 2.4 đến 3 ôm là đạt tiêu chuẩn anh em nhé. Như vậy là 2.4 như thế này thì anh em yên tâm anh em lắp rồi. Còn nếu anh em đo vào á, kể cả con mới mà không có ôm, đo vào nó ở số 00 là anh em bỏ vào anh em đề một phát là chết đi xe luôn. Đấy, kể cả mới tôi cũng phải đo, vì là nó va vấp rất nhiều rồi, mất tiền oan rất là nhiều rồi. Chia sẻ đến cho anh em, nhưng thật ra mình ngày trước mình cũng đã bị mất tiền oan rồi. Tiếp tục cầm cũng đã mất tiền oan rất nhiều rồi anh em nhé. Nên là anh em cần lưu ý, mình chia sẻ kiến thức cho anh em là chia sẻ kiến thức thật, chứ không phải là kiến thức mình không có đâu, mình thừa đủ kiến thức để chia sẻ đến cho anh em. Anh em nên yên tâm nhé. Đấy, thay cái mô bên sườn này vào để ngọt hơn anh em nhé. Đấy, anh em nhìn thấy lửa điện nó rất là dài, ghé sát vào dài quá là chết máy đấy nhau. Đấy, mà lúc ga lên là nó không bị mất lửa. Thì là cái bản bệnh lần này chính thức là chết mô bên sườn. Thì là cái kinh nghiệm mà cái video hôm nay tôi muốn chia sẻ đến cho anh em, đó là hướng dẫn cho anh em cái cách kiểm tra, anh em đừng có rối. Thành có 3 phần, dễ làm trước khó làm sau, và cái cách thức thay cái mô bên sườn này cần phải đo đạt cho nó chính xác, phải có đồng hồ để anh em đo nhá. Tôi mình nhà mình vừa chia sẻ đến cho anh em kiến thức rồi nhá, nhưng mà nhà mình bán cái đồng hồ này thì chắc chắn là mình phải giới thiệu lên trên đây. Anh em nào mà mua thì mua, mà anh em nào mà không mua thì anh em xem video anh em không phải mất cái gì cả anh em nhá. Anh em nào cần đồng hồ thì là mình sẽ cung cấp đồng hồ. Như anh em là cứ bảo là chủ yếu để bán đồng hồ thì cũng giống như anh em thôi, anh em chia sẻ một cái ban bệnh mà sẵn nhà mình thì đang bán đồng hồ luôn thì việc gì mà mình không giới thiệu lên đây luôn. Thì anh em nào cần thì anh em mua, mà anh em nào không cần thì thôi, vẫn xem video vẫn biết các ban bệnh của nó bình thường. Đấy, thì là mình muốn chia sẻ đến cho anh em như vậy. Đồng hồ này nói về chất lượng thì không cần phải có bàn cái nữa nhá, UT33D+ nhá anh em nhá. Nhà mình thì kênh nhà mình thì vừa chia sẻ kiến thức anh em sửa chữa xe phun xăng điện tử, mà vừa bán kinh doanh một số các mặt hàng, ví dụ như máy chuẩn đoán lỗi, máy vệ sinh kim phun màu đốt, đồng hồ đo áp suất bơm xăng, áp suất màu đốt, đồng hồ vạn năng, và rất nhiều cái mặt hàng nữa trên Zalo. Anh em thăm vào Zalo kết bạn tham khảo, vừa giao lưu kiến thức mà vừa giao lưu mặt hàng, các mặt hàng đồ nghề sửa xe anh em nhé. Thì video hôm nay thì mình xin chốt cái video là cái ban bệnh của nó là hỏng mô bin sườn. Anh em thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình, lần sau mình ra những cái video hay hơn. Xin chào anh em, chúc anh em thành công.